Mẹ pha sữa rồi, tí nữa con canh sữa nguội xong rồi con nói với chị Trang lấy sữa cho con uống cho mẹ với nhá. Mẹ đi đón con này nhá. Thank you.
luôn. Biết là sữa nãy mẹ pha cho em cún đâu ấy nhỉ? À, Kobi cho em cún uống, cho em cho con uống rồi á hả? Kobi giỏi vậy. Trời ơi, Kobi thật là tuyệt vời. Kobi giỏi quá. Kobi thật là một người chị tốt mà. Đấy, em cho con là rất là có một người chị rất là tốt đấy anh nhá. Kobi yêu thương cho con lắm ạ. Để xin là chị Trang với anh Trang kể với mẹ Thanh để mẹ Thanh thử cho Kobi nhá. Bây giờ chị Trang ngồi đây coi TV với hai đứa nhá.